gơm bà, người hôi thế. Ơ, tiền lương của tôi. Cậu kia đứng lại, trả tiền lại cho tôi. Tiền gì? Bỏ ra. Vơ vẩn. Đỡ người ta dậy. Thế có sao không? Mọi người ơi, giúp tôi với. Tôi vừa làm ở công trường về, ngồi nghỉ chút thì bị mất tiền. Nhìn mẹ đúng là lưu manh. Trả tiền cho người ta. Tao không lấy. Chào chị, để tôi giúp. Cậu là... Tôi là người rách việc, hay đi lo chuyện bao đồng. Chị truy hô và đuổi theo khi phát hiện mất tiền. Khoảng cách từ đây ra hiện trường rất ngắn. Trộm sẽ có tật giật mình. Anh này ngược lại rất bình tĩnh và không hề vội vàng. Thử nghĩ xem, nếu trộm thật thì chị có đuổi kịp không? Chị làm công nhân nhưng không hề có chai tay. Mới từ công trường về mà chân không hề có bụi bẩn. Phải không, chị công nhân fake. Nói đến đây, nếu là đồng phạm ắt sẽ bỏ chạy. Cảm ơn anh về sự nghĩa hiệp. Mượn chiếc giày.